Dưới 3 triệu có thể mua được màn hình gaming hay không? Tại sao không? Chiếc màn hình gaming quốc dân LG Ultra G24G Q50F được các game thủ sử dụng, đảm bảo anh em sẽ cân được mọi tựa game AAA FPS một cách dễ dàng. Kích thước 23,8 inch, tỷ lệ 16:9, độ phân giải Full HD với bề màn hình siêu mỏng mang đến một góc nhìn rộng cho trải nghiệm chơi game thích mắt hơn. Tần số quét 165Hz với tốc độ phản hồi 1mAh. Đây là một thông số lý tưởng cho một chiếc màn hình trong tầm giá rẻ. Ngoài việc chơi các tựa game mobile FPS mà vẫn chơi được các tựa game có nhịp độ nhanh như Alpha 9, PUBG, Assetto Borgia Competition. Tấm nền VA độ sáng 250 nit, với tấm nền này thì sẽ có sự sai lệch màu nhẹ. Ví dụ khi các bạn thay đổi góc nhìn chéo như thế này. Nhưng nó vẫn phù hợp để sử dụng hàng ngày. Còn nếu bạn nào có nhu cầu cao hơn về màu sắc thì chúng ta nên cân lại màu trước khi sử dụng nhé. Giảm độ trễ đầu vào với tính năng Dynamic Essences giúp các bạn nắm bắt những khoảnh khắc một cách nhanh chóng, kết hợp công nghệ AMD FreeSync không lo bị xé hay giật hình. Xin ổn định màu đen cùng tâm ngắm bắn chuẩn xác, dễ dàng hạ gục đối thủ của bạn trong nháy mắt. Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn với trọng lượng khá nhẹ 3,57 kg, dễ dàng di chuyển đến mọi góc làm việc của bạn. Chân đề có thể thay đổi độ nghiêng phù hợp với góc nhìn để bạn chơi game thoải mái hơn. Ngoài ra có thể mua thêm tay arm để treo lên tường nếu bạn thích. Hơn nữa, có joystick bên dưới màn hình giúp bạn dễ dàng tiện lợi khi điều chỉnh. Trang bị hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort và kèm theo là một cổng jack tai nghe 3.5 để có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như loa, tai nghe. Vâng, chỉ dưới 3 triệu thôi, các bạn sinh viên đã có thể sở hữu ngay một chiếc màn hình gaming với những tính năng ấn tượng trong tầm giá. Ngoài chơi game thì các bạn làm văn phòng cũng có thể sử dụng rất là phù hợp. Các bạn thấy sao về chiếc màn hình này? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên follow kênh của Hacom, tham khảo giá cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn tại website của Hacom nha.